đám đông giữa những sôi nổi của thành công và những ê chề của thất bại. Xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu giữa lúc bị cuộc đời tư khương, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cây dừa. Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm trói buộc của sợ hãi lo âu. Xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu giữa lúc bị cuộc đời tư khương, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng